Hello hello, xin chào tất cả và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Để một clip ngày hôm nay thì vị tướng quý là một vị tướng ra đời cũng được khá lâu rồi. Thì hiện tại bây giờ chưa có một vị tướng và vị tướng quý này chưa có một cái lối đánh nào gọi là để mà có một cái lối đánh riêng của vị tướng này. Cho nên bởi vì là mới ra cho nên chưa có vị lối đánh riêng. Ngày hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cách chơi quý và mình muốn hướng dẫn các bạn cách chơi combo như thế nào là chuẩn chỉ để sử dụng một vị tướng quý. Còn lối chơi cách đánh thì đó tùy thuộc vào các bạn có thể chơi theo lối đánh nào. Đầu tiên thì mình vẫn cứ farm bua rất là bình thường như những vị tướng khác thôi. Trước tiên chúng ta sẽ điểm về những cái chiêu thức của vị tướng quý. Chiêu nội tài của vị tướng quý thì khi quý có thể đánh vào một vị tướng nào đấy thì sẽ kích hoạt cái nội tài của nó và sẽ được tăng 100% tốc độ đánh và được hôi máu các bạn nhé. Còn chiêu một của quý sử dụng cho mình hai chiêu khổng tiệt cứng, đó là chiêu một và chiêu ba. Khi chiêu một được kích hoạt trúng một vị tướng thì nó sẽ bị hất tung đấy, nếu mà kích hoạt chật thì sẽ có bị hất tung các bạn nhé. Và chiêu ba ôi cái pá này có bó xịt thế này thì anh đập cái gì này. Rồi ngày mới đi không quên chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nhé. Đấy các bạn nhá, game này mình đối đầu với Ruke đi rừng, một trong những vị tướng rất là mạnh ở trong thời điểm hiện tại, và cái pá này không được đâu. Chiêu hai vị tướng quý thì khi các bạn sử dụng chiêu hai thì quý phải đứng ý một chỗ, và đấy là một chiêu rất thụ động của quý. Và chiêu ba của nó thì sẽ hất mạnh đối phương ra một khoảng xa. Đây phải đây này, la lên chúng ba thắt luôn. Ui của ôi rồi đẹp ôi. Wow, đây là một cái pha combo quá đẹp ạ. Chiêu ba này, chiêu ba phát này. Rồi mình sẽ kích hoạt hai lần chiêu ba các bạn nhé. Đây là một pha giao tranh nó khá đẹp, và mình có thể sử dụng chiêu một hất tung được ba thằng và dùng chiêu hai kết liễu một phát ba màng luôn. Những chiêu hai của vị tướng quý này nó chỉ là một sát thương, nó không được mạnh nó lắm các bạn nhé. Nó chỉ là một sát thương zone, kiểu là một sát thương phủ thôi, cho nên nó không hề mạnh lắm. Còn mình sẽ nói quá một chút về chiêu thức của vị tướng quý này. Cách combo của nó là chiêu một hất choáng đối phương, các bạn sẽ dùng kích hoạt chiêu ba cho mình. Và chiêu ba này làm thế nào để choáng đối phương ạ? Khi các bạn hất chiêu ba vào một vị tướng bay vào tường các bạn nhé. Hoặc các bạn nếu mà hất chiêu ba vào không bay vào tường thì đối phương thì bị hất văng ra, lui ra xa, còn không bị choáng. Và khi các bạn dùng chiêu ba trúng một vị tướng thì chúng ta sẽ được kích hoạt lại lần chiêu ba và sẽ lướt lên giống như chiêu một đấy. Thì đúng ra là chiêu vị tướng quý này các bạn mới dùng chuẩn chỉ chiếu trúng hết thì các bạn sẽ dùng được hai lần lướt, đúng ná như vậy. Còn cái combo nó rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ sử dụng chữ một và kích hoạt chữ ba ngay vào quay ngược văn tương càng tốt, còn không thì ta sẽ đẩy lui ngược lẻ nó. Sắm kích hoạt chữ hai và đừng quên vị tướng quý đánh thương rất là tốt các bạn nhé. Khi các bạn dùng chữ một trúng một vị tướng thì sẽ kích hoạt nội tài của nó như nào ạ? Sẽ tăng 100% tốc độ đánh và sẽ được hôi máu với mồi đòn đánh các bạn nhé. Đấy, chẳng hạn thì mình sẽ combo cho tất cả bạn thấy này. Đấy này, chiêu một lao lên hất túng này. Đấy các bạn thấy chưa, chiêu ba đấm vào tương rồi kích hoạt chiêu ba tiếp, các bạn có thể thấy nó có bó khả năng sao đấy. Lao chiêu một lên mình đánh hơi máu chiêu hai này. Ôi dồi, nó như thế này quý là một vị tướng đánh gân, nó rất là bà chạy các bạn nhá. Một vị tướng đánh gân bà chạy và là một trong những vị tướng solo rất là tốt, không thua kẻ mãi cả, với một cái gọi là hồi phục từ nội tài của vị tướng quý này. Cho nên các bạn không bao giờ là kiểu ngại bất kỳ một cái vị tướng đánh ngắn nào cả. Đây sực cút đấm vô tương đấy các bạn thấy choáng nhá. Lướt chiêu kích hoạt chiêu ba là kích hoạt thêm một lần lướt được. Khi mà các bạn sử dụng chiêu ba, các bạn không sử dụng trúng người ấy thì nó sẽ không được tái kích hoạt lần một lần nữa nhá. Bắt buộc các bạn phải sử dụng chiêu ba trúng, cho dù trúng vào tương hay trúng đâu đi chăng nữa thì chỉ cần trúng vào tường địch thì chúng ta sẽ được kích hoạt lại chiêu ba nhá. Vì tướng quý này mình sẽ phân tích điểm yếu và điểm mạnh của nó. Điểm yếu của nó là thực sự nó tiếp cận rất kém hầu như kém trong những cái vị tướng tay ngắn, bởi vì các bạn phải biết là chiêu một của nó thì sử dụng phạm vi đấy các bạn thấy chứ, phạm vi dùng chiêu một nó rất là ngắn, đánh phá này, cho nên là thực sự chiêu một của nó vừa sử dụng tâm ngắn mà lại là thời gian hồi chiếu khá lâu. Cho nên để chúng ta tiếp cận một vị tướng combat thì đòi hỏi chúng ta phải nấp bụi thì hầu như mới vào được combat, hoặc là đang combat say mê thì chúng ta lao vào bất chợt thì đó mới vào được. Còn nếu mặt đối mặt thì rất là khó vào. Đây pha đây này, đánh này, chơi luôn này, chiêu ba này, kích hoạt chiêu ba này, đánh luôn.
các bạn yên tâm, khi mà mình kích hoạt được cái nội tạng của nó thì đánh hôi máu nó rất là phê các bạn nhé. Đấy là một vị tướng khi mà chỉ cần tiếp cận được các bạn cái bài toán giải ra của vị tướng quý này, đó là làm sao để tiếp cận được vào người ta. Còn một khi mà tiếp cận được ấy thì đấy là một vị tướng dồn sát thương rất là mạnh, đến từ đòn đánh thương, đến từ chiêu hái ạ. Đấy là hai cái đòn sát thương cao nhất của vị tướng quý các bạn nhé. Các bạn nên nhớ như vậy, thương thì chúng ta chơi một vị tướng nào như vậy, chúng ta đừng có quên cái trách nhiệm là chúng ta sẽ đánh thương nhé. Đánh thương thì cái lượng đá của nó sẽ tốt hơn rất nhiều thay vì chúng ta sẽ sử dụng chiêu thức. Nhiều bạn sử dụng chiêu thức xong các bạn quên đánh thương, cho nên đó là thì chúng ta sẽ không gây đạn. Đấy, cái pha này choáng này vào tường chạy đi đâu hà con sâu chưa một chưa ba đấy. Các bạn có thể thấy là khi quý mà sử dụng đầy đủ chiêu thức thì vị tướng quý này có thể lướt lên được 2 lần các bạn nhé. Quý có thể lướt lên được 2 lần và khiến nó rất là bài cháy. Và các bạn đừng quên là vị tướng quý này mình thực sự để nhiều bạn nói là anh ấy còn nên mua vị tướng quý này không, thì theo mình 50-50 bởi vì đây là một vị tướng nó không thịnh hành ở trên danh sách trước đầu ạ. Bởi vì nó cái hạn chế duy nhất của vị tướng quý này để thực sự mà nói đó là cái vấn đề tiếp cận. Khi tất cả các bạn tiếp cận ở trên những người đánh tinh cáo ấy thì không phải dễ dàng tiếp cận đâu. Nhưng nếu bạn nào mà chơi quen những vị tướng du cá này, những vị tướng sức cút này, hay các bạn những vị tướng mà nấp bùi thân trưởng quen ấy, thì chúng ta nên mua vị tướng này chơi. Đấy, cực kỳ mạnh đúng các bạn nhé. Nó quá mạnh, khi mà tiếp cận được thì quá mạnh. Những cái bài toán giải ra là làm như thế nào để tiếp cận thì lại không ai nói ra. Đấy, cho nên các bạn phải cân nhắc. Nếu các bạn mà chơi những vị tướng du ca tốt, nấp bùi tốt thì các bạn nên mua vị tướng quý này. Còn nếu không các bạn không nên mua nhé, bởi vì nó rất là phế. Khi vị tướng quý không tiếp cận được vào một mục tiêu đấy chẳng hạn phá này thì nó rất là yếu. Đấy, còn các bạn nên nhớ khi dùng chiêu ba của vị tướng quý nhé, trong cái bất kể đâu các bạn thấy gần bức tường nào ấy thì các bạn hãy chưởng vào bức tường đấy thì sẽ gây tỏa nhé. Và đây là một cái chiêu thức khá là bá đạo của vị tướng quý này. Và theo mình nói để mà tổng quán của vị tướng này thì mình cho tầm 5 điểm đạt chơi cũng có thể gánh chịu được tốt đấy. Các bạn có thể thấy là hầu như mình chơi vị tướng quý này đều nấp bùi thôi, và nó sẽ rất phù hợp cho cái cách là cách chơi nấp bùi đấy. Để chạy đâu con sâu chưa ba, chạy đâu con sâu đấy các bạn, chỉ cần 3 đấm là chết một màng ạ. Đấy, cho nên cái bài toán xảy ra tiếp cận như nào ạ. Tiếp cận hiện tại mình chỉ có một cách tiếp cận duy nhất, đó chính là nấp bùi thân trường ạ. Các bạn nó chỉ cần lỗ đây chạy đâu con sâu một choáng đấy, ôi trời ơi nó mạnh như thế ạ. Đấy, hầu như là mình chỉ chơi cách ôi la lên chơi luôn đấy, chơi ba đấy, la lên lướt lên đấy, quá mạnh luôn ạ. Đấy các bạn, cho nên là vị tướng này thì giống như Enzo các bạn nhé, mình sẽ so sánh. Enzo thì làm như thế nào để trúng được chiêu hái, còn vị tướng quý này làm như thế nào để tiếp cận được nó. Vị tướng đối với Enzo chỉ cần tiếp cận được thôi các bạn ạ, còn cái khác thì để chấp chiêu thức của vị tướng quý này nó đấy. Cho nên là các bạn phải cân nhắc thật kỳ, vị tướng quý này một cái lối chơi nó khác hơn các vị tướng khác, đó là hầu như là tiếp cận mục tiêu bằng cách là sẽ giấu sai, không cho vị tướng địch biết được mình ở đâu, còn mà để cho tướng địch mà thấy được mình ở đâu ấy thì hầu như rất là gọi là khó, hầu như rất rất khó tiếp cận vào, mà không tiếp cận vào thì rất thế, mà chỉ cần không bay vào, mà các bạn bay vào mà không gây được choáng tiếng địch ấy thì nó sẽ dồn đám vị tướng quý nó chết rất ghê gớm. Nhưng đổi lại vị tướng quý này khi các bạn solo nhé, đây là một trong vị tướng solo rất tốt, đây là mình đi đường thôi, còn quý rất phù hợp cho vị tướng đi đường kinh công nhé. Có thể apply hoặc là counter là những vị tướng tay ngắn như Zuka nè, như các vị tướng tay ngắn khác, cứ tay ngắn là quý hành được hết. Đấy, các bạn nên nhớ như vậy. Còn nếu các bạn không có gì các bạn còn không hiểu gì ớt ôi rồi ba đấm ạ. Mình đếm luôn, mình đếm nó slim đấm 3 đấm đây này, 1 chưa 3 hay quá. Để cái pha này kẹt tè cái đó. Tầm bây giờ mình lên full đá các bạn nha, mình sẽ đấm một vị tướng tầm 3 đấm, mình sẽ đếm cho các bạn xem luôn, tí nữa mình sẽ đếm các bạn xem đấy. Bây giờ thì trận đấu này thì khá sánh thôi, và làm sao để sánh được thì đâu clip để dư thì các bạn đều thấy cái lối chơi của mình nó khá được đơn giản thôi, chỉ là nấp bùi thân trường, và mình không bao giờ kiểu giống như là tiếp cận trực tiếp đối phương đó, cái đó rất khó. Bởi vì chiêu một của quý hạn chế nó rất là ngắn, và khi các bạn lướt chiêu một lên thì phải 5 giây hoặc là 4 giây nó mới hôi, thì trong cái khoảng 4 giây đấy các bạn mà không khống chế toàn được tiếng địch ấy thì hầu như các bạn sẽ bị dồn chết ngược ngay lập tức. Cho nên đó là cái vấn đề rất là yếu, và yếu nhất của vị tướng Enzo vị tướng quý này đó chính là cái tiếp cận đấy. Mình nói cho tất cả bạn hiểu rất rõ ràng như vậy. Và điểm mạnh của vị tướng quý này hôi máu rất tốt, lượng sát thương cực kỳ dồi dào và có khống chế cực kỳ tốt, cho nên đây là một vị tướng nếu các bạn chơi tốt về cái cách mà nấp bùi thân trưởng thì các bạn nên mua quý cho mình đấy. Còn cách chơi đa dạng vị tướng này đi gánh đâu hay đi đâu gánh thì các bạn đi rừng thì ắt là các bạn sẽ có một cách đi rừng cách đi gánh ấy đó. Bởi vì không có một YouTuber nào hướng dẫn các bạn cách
cũng cái này và đi cái này theo chuẩn gì cả. Bởi vì mỗi trận đấu thì sẽ xảy ra rất nhiều. Ý đấy chứ cốt em thì đập cái cứ trượt cái bắt nào luôn đấy. À, tính đến đây nào à. Đấy cho nên là hầu như những clip của mình thì tập trung vào những gọi là kỹ năng và những cái trận đấu của mình hầu như là tập trung vào những clip cực kỳ siêu phẩm luôn. Cho nên các bạn đừng quên là có clip của mình xong cho mình một nút comment hoặc bình luận các bạn nhé. Thường thì các bạn xem xong các bạn coi là đi đâu đâu ấy, không xem xong út luôn đấy, rất là buồn với cái vấn đề đấy. Rồi và đừng quên là các bạn hãy giới thiệu giúp mình để bạn bè vào shop mình sẽ nhập vé giúp mình mua một đích nhá. Cảm ơn các bạn nhiều. Đấy bây giờ khá mạnh ôi slim kia. Rồi mình nghĩ là trận đấu đến đây kết thúc rồi, bây giờ sẽ lao lên đấy và scoot các bạn. Ôi ui rồi xong lượt lên chương một và bản chương hai chiếu hai bu rồi xong. Và mình nghĩ clip đến đây kết thúc rồi các bạn ơi, và là Vũ Như Cẩn nhé. Mà yêu có gì thắc mắc các bạn comment giúp mình nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn thật là nhiều bị thưởng ạ. Rồi bye bye.